Mình cần mua đất chính chủ Bình Dương, bạn nào bán xin bình luận dưới clip nhé. Xin các bạn đừng gọi bán đất vào các số điện thoại tiệm cá mà mình quay clip, vì mình mới là người cần mua đất chứ không phải các tiệm cá ấy. Các bạn gọi cho họ khiến mình cảm thấy rất áy náy vì đã làm phiền họ. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn đang được xem những em cá bảy màu cà rốt khá là đẹp nè các bạn ha. Tính quăng tên tiếng Anh nó với các bạn mà thôi, chẳng làm được cái gì hết á. Thôi cứ gọi nó là cá bảy màu cà rốt để cho nó dễ các bạn ha. Các bạn xem nè, rất là đẹp và cốt của nó cũng rất là to. Các bạn xem, cả trống cả mái. Còn mái thì hầu như con nào cũng bụng bự bự rồi. Cái này là trong vòng một tháng là chắc chắn là đẻ rồi các bạn ha. Có con sợ vài ngày đẻ, có con cho lâu nhất là trong vòng một tháng là đẻ rồi nè. Khá là đẹp các bạn ạ. Đuôi đỏ, cái tai bơi nó nữa kìa các bạn kìa. Tai bơi nhiều con nhìn tím đẹp thật á. Và những con này mình đang quay ở nhà cô bán cá cảnh siêu rẻ mà mình từng nói ở các tập trước đây á các bạn. Nếu mà bạn nào đăng ký kênh thì chắc là xem rồi. Còn nếu mà bạn nào mới thì các bạn có thể tìm ở trong kênh của mình để tìm các tập đấy nha các bạn nha. Đó là tập 25 nè, tập 58, 72, 82. Và mình cũng sẽ để link những cái tập đó ở bên dưới clip, ở trong phần mô tả clip cho các bạn tiện tìm hiểu nha các bạn nha. Quá là đẹp luôn các bạn ha. Và giá của nó thì cũng rất là mềm, chỉ có 2.500 một con thôi đó các bạn ạ. Cô lúc nào cũng bán rất là rẻ. Cô nói chung là hiền lành lắm, chân chất lắm mà. Cho nên là cô buôn bán rất là rẻ các bạn ạ. Wow, có con kia nhìn đẹp ha các bạn ha. Wow, những cái tai bơi nó to quá trời to. Cô thường là không có lấy về nhiều đâu các bạn ạ. Cô cứ lấy về ít ít như vậy này các bạn này. Cho nên là khách mua có vài lần là hết rồi. Xong cô lại lấy đợt mới. Chính vì vậy mà cá nó khá là khỏe các bạn ạ. Nó không bị ở trong cái hồ chật hẹp lâu á các bạn. Cứ vài lần, vài ngày cái hết đợt cá rồi. Hầu như tuần nào cô cũng đi lấy cá mới các bạn ạ. Nhìn các kìa các bạn kìa, đẹp quá trời đẹp luôn. Hôm nay mình sẽ làm clip này rất là ngắn gọn để chia sẻ với các bạn video này thôi. Nếu mà bạn nào có thể ghé cô được á, thì ghé sớm cho các bạn nhé. Chào các bạn.